Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Muôn Màu Thể Thao của Đài Phát Thanh và Truyền hình Long An. Và mở đầu cho chương trình Muôn Màu Thể Thao, chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn một cái tên rất quen thuộc với những cổ động viên chân chính của đội bóng Long An. Đó là nguyên chủ tịch Hội cổ động viên câu lạc bộ Long An, anh Trần Anh Tuấn. Và hôm nay chúng tôi muốn nói đến anh với cái duyên của nghề báo. Ông già Tân An là cái tên mà khán giả mộ điệu bóng đá Long An đặt cho anh Tuấn Trần khi đến sân vận động Long An theo dõi các trận đấu của câu lạc bộ Long An tại các giải đấu. Đây là biệt danh mà những người yêu mến đặt cho anh với tình yêu cháy bỏng của mình dành cho bóng đá Long An nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung. Với tình yêu dành cho trái bóng tròn và đặc biệt là cổ động viên trung thành của Đồng Tâu Long An từ thời huấn luyện viên Calisto và bây giờ là câu lạc bộ Long An. Qua nhiều năm thăng trầm gắn bó cùng đội, từ một cổ động viên đến chủ tịch hội cổ động viên Long An, và giờ là người luôn âm thầm đi theo đội bóng để lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ của các cầu thủ trong các trận đấu. Chỉ với ý nghĩ ban đầu là đưa những hình ảnh đẹp trong các trận đấu đến với khán giả quan tâm hâm mộ đội câu lạc bộ Long An. Thì, xuất phát từ cái tình yêu của đội Long An. Trước kia mình là cổ động viên thì cũng thường hay lên khán đài, thường hay đi lên khán đài sân nhà, thường hay đi sân khách để cổ vũ đội bóng. Nhưng mà thời gian sau này thì sức khỏe cũng hơi kém, lên khán đài có nhiều lúc có nắng chịu không nổi, thử là để cho anh em cổ vũ. Rồi có một em phóng viên thể thao nói rằng thôi bây giờ anh xuống sân anh chụp hình đi. Anh chụp hình rồi anh mới thấy được cái đẹp của bóng đá, rồi cái niềm đam mê của anh nó phát triển thêm. Thử ra đầu tiên thì mình chụp ảnh của đội bóng Long An, thì thật sự từ xuất phát từ cái tình yêu đó. Rồi mình cũng có nói với anh em, giờ anh em đại diện trên khán đài cổ vũ thì mình xuống sân để chụp ảnh đưa cái thông tin về đội, đó là cũng là một cái để mà cái cách để mình cổ vũ. Có thể là nhiều cái, chẳng hạn như là cổ động viên lên khán đài thì có bạn là cổ động viên là Quỳnh Du chụp hình trên đó, là mình thì chụp hình ở dưới sân, kết hợp hai cái để mà quảng bá cho cái đội bóng mình yêu thích. Nói chung là xuất phát từ cái tình yêu của đội bóng, từ cái đam mê, thử ra mình đầu tư máy ảnh để chụp ảnh. Giờ đây khi câu lạc bộ không còn góp mặt tại V-League, thông tin về đội bóng Long An cũng dần ít đi. Điều này làm cho anh luôn thấy canh cánh trong lòng khi khán giả không còn được thấy hình ảnh của một Long An làm mưa làm gió trên các phương tiện thông tin đại chúng của thời đỉnh cao. Vì vậy với mong muốn làm điều gì đó cho đội bóng quê hương, anh đã không ngại đầu tư tiền của để mua những thiết bị chuyên nghiệp nhằm tác nghiệp mỗi khi đội bóng thi đấu. Những tấm ảnh, thước phim ban đầu tưởng chừng như là một kỷ niệm đẹp, cho tới khi một số tờ báo thể thao uy tín có nhà ý muốn nhượng hoặc mua bản quyền từ anh. Và anh đã bén duyên trở thành một phóng viên ảnh cộng tác của các tờ báo thể thao. Trong thời gian vừa qua, ông già Tân An ngày nào đã không còn xuất hiện trên khán đài cổ vũ đơn thuần như một cổ động viên bình thường nữa. Bên cạnh việc cổ vũ bằng tinh thần, anh còn tạo ra những tác phẩm đẹp, gây cấn với vai trò là phóng viên ảnh. Lần đầu tiên chụp được mấy cái tấm hình của cầu thủ dưới sân thì thật sự là nó sung sướng vô cùng, tại vì trước giờ mình không có đi vào cái lĩnh vực ảnh thể thao, nhờ anh em phóng viên là nhờ bạn bè chỉ mà mình xuống sân chụp, nhất là chụp được những cái khoảnh khắc của cầu thủ, ví dụ đang dẫn bóng rồi đang xuất bóng hoặc là quan đội đầu, đang đội đầu có nhiều cái tư thế, rồi về từ đó về xem lại được cái những cái tấm ảnh mình chụp lần đầu tiên thì thấy là rất thích. Rồi mình cũng có lúc trước cũng có cái ao ước, thấy cái ảnh thể thao quá đẹp, mình cũng có ao ước là sẽ có những tấm ảnh như vậy.
nếu ra chụp được thì rất là vui, rất là thích. Cái chụp ảnh thể thao á, nó đòi hỏi cái tài nghệ và cái trang thiết bị. Và lúc đầu thì nhiều khi ví dụ như mình mua cái máy ảnh đó mình chụp mình thấy là được, nhưng mà xem lại thì có những cái ảnh nó đẹp hơn, của các phóng viên thể thao nó đẹp hơn. Thì hỏi ra là ngoài cái kỹ thuật là phải trang thiết bị, phải cho nó hiện đại hơn, thành thử là phải càng ngày nó phải càng, mình phải càng bổ sung thêm lens hoặc là máy ảnh đời mới. Thử ra phải nói thật ra tôi chơi môn mà ảnh thể thao, nhất là bóng đá, thì nó tốn rất là nhiều tiền để mà đầu tư theo kịp cái công nghệ mới. Cái về vấn đề tác nghiệp của phóng viên thể thao nói chung thì thực sự thấy anh em rất là tình, thường thường thì lúc nào cũng phải ở dưới sân để mà tranh chụp những tấm ảnh đẹp dù trời nắng hay trời mưa. Rồi là có những lần mình cũng đi theo anh em ở đội tuyển, đón đội tuyển Việt Nam đi thi đấu nước ngoài về, thì có lúc là anh em phải canh, có nhiều khi cái giờ thì nó không chính xác, có nhiều khi nó thật là cũng chịu đối chịu khác. Cho nên là mình phải nói là phải cái nghề mà phóng viên ảnh thể thao rất là cực. Từ những bức hình đầu tiên chưa được chỉnh chu chỉ để làm kỷ niệm, đến nay ông già Tân An đã là một trong những người cộng sự đáng tin cậy của nhiều trang báo, mạng xã hội, không chỉ trong địa bàn tỉnh mà là nhiều báo điện tử uy tín khác. Thật ra thì mình chụp ảnh thế nào thì đam mê, rồi cũng có nhiều bên các báo, ví dụ như báo Long An của tỉnh nhà hoặc là báo thể thao thành phố, rồi mấy anh em thấy ảnh đẹp với lại cần cái thông tin về đội Long An thì mình cung cấp ảnh đó. Thì khi mà được đăng lên báo thật sự là vui, vui gấp bội cái niềm vui mà chụp được ảnh, mình được đăng báo, thì đó là mình nghĩ là cái công lao của mình đã được công nhận. Thật tình thì có nhiều anh em thì cứ cũng hỏi ảnh, rồi cũng hỏi cái tiền thù lao, nhưng mà thật sự thì mình chụp vì đam mê, mình cũng cung cấp hình ảnh cho anh em chứ còn không có lấy kinh phí. Có nhiều khi mình cũng chủ động nhắn tin với anh em mà có cần gì về ảnh của đội Long An hoặc là về thông tin thì cứ đừng ngại ngần, cứ điện thoại hoặc nhắn tin cho mình, mình sẵn sàng giúp. Với cái niềm đam mê thứ nhất, với cái hai cũng là muốn tạo cái hình ảnh, cái thông tin về cái đội bóng Long An là đội bóng mình yêu thích. Về cộng tác viên thể thao Trần Anh Tuấn nói riêng, các cộng tác viên của mạng thể thao chung của báo Long An, họ có một cái điểm chung là rất là đam mê về thể thao và muốn thu thập những hình ảnh đẹp nhất, kết quả kịp thời đến cho độc giả. Thì cái mong muốn của những người cộng tác viên mà khi được liên hệ đó, cái chính của họ là như vậy. Họ có cái lợi thế là được biết hầu hết các cái giải thi đấu, rồi nắm các cái lịch, rồi đi theo các phong trào và có cái niềm đam mê, do đó cung cấp rất là kịp thời đến các cơ quan báo chí, đặc biệt trong thời gian qua cung cấp cho báo Long An rất là nhiều tư liệu, rất nhiều nội dung về các giải thi đấu đỉnh cao như bóng đá, bóng chuyền chẳng hạn. Đối với báo Long An thì các cộng tác viên thể thao như anh Trần Anh Tuấn, anh là có thể nói là một trong những cánh tay nối dài đối với phóng viên trong mảng thể thao, vì phóng viên thì không thể đi theo xuyên suốt trong những ảnh từng nội dung đó được. Phóng viên làm rất là nhiều, tổng hợp các cái mảng. Như thế thì những cái nội dung mà cộng tác viên thể thao anh Trần Anh Tuấn cung cấp thì góp phần sâu, chi tiết, rồi nó kịp thời, đặc biệt là thể hiện hết các nội dung để cho độc giả, khán giả, thính giả nắm bắt những cái sự kiện diễn ra trên địa bàn tỉnh, qua đó làm cho các cơ quan báo chí phong phú hơn đối với các cái nguồn tư liệu cung cấp cho cơ quan báo chí.
về cái tinh thần mà của anh Tuấn, anh Tuấn cũng như các cộng tác viên thể thao anh xông xáo lắm, rất là xông xáo, có cái gì là anh cung cấp liền, cung cấp nóng nhanh, hình ảnh thì đẹp, ảnh thì anh chụp ảnh rất là đẹp, nhiệt tình lắm. Khi mà có sự kiện nào thì liền phối hợp với lại phóng viên của báo làm sao đưa kịp thời những cái thông tin đó đến độc giả. Thì anh có đam mê như vậy theo nhận thấy của từ báo Long An. Nhân dịp kỷ niệm 96 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam thì ngoài cái chúc mừng toàn thể đội ngũ những người làm báo tỉnh nhà, những người làm báo nói chung luôn luôn giàu giàu sức khỏe, luôn luôn có niềm đam mê cháy rực về cái lửa nghề để cung cấp kịp thời đến người dân những thông tin cần thiết. Đối với những cộng tác viên thường xuyên gắn bó với cơ quan báo đài thì qua đây cũng gửi lời chúc đến các anh các chị là một cái mùa báo chí của cái không gian đó, cái nhà chung của mình, để cùng xây dựng nên những cái tác phẩm báo chí kịp thời hay nhất, sinh động nhất đến với độc giả và khán thính giả. Không chỉ góp mặt khi câu lạc bộ thi đấu mà mỗi khi các đội bóng trẻ có các giải đấu cọ sát trong hay ngoài tỉnh, anh Tuấn Trần cũng miệt mài chuẩn bị nào là máy, đèn, ống kính và các vật dụng cần thiết để tác nghiệp, với mục đích đem đến cho khán giả cái nhìn sống động qua góc máy của mình và cũng góp phần tạo thêm động lực tinh thần cho các em thi đấu tốt hơn khi thấy hình ảnh của mình trên các phương tiện thông tin đại chúng. Cũng như em lên đây cũng được hai bộ đá hạn nhất và đá bóp cũng hai mùa. Và cảm nghĩ của em là cũng như chú Tướng công đường xá xa xôi, chú Tướng không ngại đi, chú Tướng có thể chụp cho tụi em, nhưng mà chú Tướng gửi cho em cũng như là bọc tinh thần cho em cố gắng thi đấu tốt. Ở cái tuổi lục tuần, ít ai ngờ tới khi một cổ động viên anh trở thành cộng tác viên với nhiều báo đài và qua đó góp phần quảng bá hình ảnh của các cầu thủ, ban huấn luyện, câu lạc bộ Long An đến với gần hơn người hâm mộ. Ngoài ra, với tình yêu bóng đá mãnh liệt của mình, ông và Tân An còn là cầu nối gắn kết những cầu thủ không chuyên trên địa bàn tỉnh Long An thông qua việc kêu gọi tài trợ, tổ chức các giải bóng đá giao lưu với các đội bóng không chuyên khác trong và ngoài tỉnh. Thông qua việc làm thiết thực đó, anh cũng đã góp một phần không nhỏ trong việc đưa phong trào bóng đá của tỉnh nhà ngày càng khởi sắc hơn trong tương lai, hay chỉ ít là quay lại thời kỳ đỉnh cao của đội bóng vô địch V-League hai mùa giải liên tiếp trong các năm 2005 và 2006. Tuy bén duyên với nghề báo khá trễ, nhưng những việc anh đã làm được là không nhỏ. Và những ngày đặc biệt như thế này, xin chúc anh Trần Anh Tuấn sẽ luôn mạnh khỏe và tiếp tục hành trình dài cùng với đam mê của anh.